Gì vậy? Mấy trái. Mà cái buồn này không uống nó cũng ấy rồi không, nó bị tét rồi kìa. Tét nhánh nhánh khô. Trời. Thằng xin chào cả nhà. Thì bây giờ sẽ chuẩn bị hành trang để đi vô cung cấp thêm gì đồ ăn để mình đi vô trong chợ trong kia. Rồi sao mà thấy nặng quá vậy Út? Chào cả nhà, chào cả nhà. Nè con lấy hai trái bưởi đi. Còn vừa thì mình ép trái đủ uống thôi. Đây trọng xa lắm, dắt sao nổi. Vừa về cái này hết, vừa cái về nó muốn sách tiếp. Có đợi chừng nào người ta làm đường xong kìa cái mình chở xe vô được. Bây giờ lấy người trái thôi. Trái được rồi. Năm trái. Bởi vì sắp luôn được rồi. Rồi chặt đi. Chặt mấy trái dưới. Chặt. Rồi năm trái đủ mày. Đủ rồi đó. Bỏ vô sắp khách luôn. Còn này đem vô nhà đi. Rồi. Trái nào xì nước rồi kìa. Chị đó. Vô đây đẩy với khách luôn nha. Không ấy thì mình bỏ cái thùng bớt. Sách cho dễ không? Bỏ ngoài trái một cái nhiều. Mình đây nó kiếm đá nha. Nguyện không sáng nay mình ở chỗ mình đi test cộng đồng đó cả nhà, sàng lọc cộng đồng thì Út với thằng Giang đại diện cho gia đình đi test rồi không có bị gì hết. Còn anh Nguyện không biết làm sao mà im ru rồi chưa thấy xuất hiện. À, đi Út ơi, mình đi trước đi, giao Giang sách vở sách rồi đi, con Út đi trước. Ơi cái này không biết nó ăn bao nhiêu cái đầu rồi đó. Thằng ơi anh Nguyện đi đường nào hay vậy? Đi đường máy bay. Thiền ơi, ủa sao đi test về sao rồi kết quả đâu đưa đây? Chưa. Cái gì? Mời mới có. Sao test có liền chứ? Không, cái này test gì đó. Test tập trung. Test chiêu gì là mới hai bữa mới có. Vậy là Út với thằng Giang cũng chưa luôn hả? Chưa có kết quả hả? Là... Chị nãy nói bình thường. Nó trời. Thì nói test dạ. thì tưởng là hỏi test gì sao thì là test gì bình thường chứ đâu có gì thường, đâu. Có gì đâu. Chào cả nhà. Đây rau đây cả nhà. Đây. Quá trời lên về. Nhím bạch đằng này sốc luôn nè. Lội vô quá trời mệt, nắng quá nè. Cải xanh nó lên dậy quá. Hay bữa nay mình kiếm cái thì mình tiễn nữa coi. Ăn cái mầm được rồi nè. Ừ, nhỏ quá nè. Tiễn mấy cái bự bự nè được. Hơi nhỏ, cho nó bự bự chút nữa. Chưa hả? Không mà cái mầm ăn bớt rồi nè. Kệ mình không có kẹt kẹt ăn đi cũng được rồi đó. Vậy là mình ăn được rồi nè. Mấy cái bự nè mình lựa cái lá mà bự như này mình ăn được rồi. Đây mình chẳng những mình đem dừa đem bưởi vô mà ba còn đem được cái phi nước vô nữa cả nhà. Nó cải xanh nó bắn thử coi. Ồ, bắt không à. Đất còn đất. Mới mưa. Mưa sạch bòn. Cải ngọt nó lâu lên đúng không ta? Cải ngọt cho nó lên thư quyêu đây nè, nó đắng. Sao dễ lá đắng mà nó nồng. Lên lá nó vậy chứ. Cải trời nó cũng lên tọt tọt kìa nè. Mọi người bây giờ mới 9 mấy 10 giờ à, mình tranh thủ mình săn bắt đi mọi người, để lọc qua 12 giờ 1 giờ là đi không nổi đâu á. Rồi đi đi. Đấy, Giang bắt lóc Giang. Cái hàng này có cái lóc chiền luôn á. Đi Giang, xuống thôi. Thùng bia đó Giang. Thùng bia. Ừ, quất luôn nè. Khoan khoan khoan, bây giờ khoan. Bây giờ mình muốn thi mình phải nói rõ thể lệ nè. Bây giờ bắt chú chỉ cái hàng ra đó, có cá. Con nói không đó. Trời, bây giờ 1 2 3.
mà chú Út phải mò nghe, chú Út bắt mới được nghe, cũng mới thua à. Còn mà không có là còn phải chung ngược đấy con. Bây giờ chơi đồng bia thì bạn nguyện đi xuống mò là công bằng nhất. Ừ, đúng không? Trời. Mà họ không có giấu đâu được hết trơn. Đâu cái hang nào? Đó, hang đây đó. Khoan từ từ nè, bây có giờ. Có cái lóc nha. Ê, ừ. Khoan thiệt. Cái chơi cũng được nha. Rồi khoan. Rồi, sớm Út khoan. Bây giờ là chú Út phát hiện ra cái hang này. À. Chú Út nói là có cá lóc đúng không? Cá lóc hoặc cá chê. Cái kỳ vậy? Chứ đâu phải quyết định cá lóc. Cá lóc có hiếm. Đoàn Giang thôi không có. Đoàn Giang nói là không có. Hai người đánh cực là một phần bia. Rồi. Anh sẽ là người trung gian, anh vô anh bắt chú. Rồi. Bắt là khỏi phần bì ai chứ. Nếu mà kéo cái quần lên. Chia buồn trai đây. Chia buồn. Chú Út quá. Kéo quần lên. Chia buồn trai anh em mình cũng vui chứ. Chia buồn trai chú Út quá. Mà nói nghe nè, thùng bia là cá thùng bia là phải hết giãn cách mới có mua mới có chung được nha. Chắc vậy quá. Rồi ok, cái này chia buồn chốt. Nó chỉ có một cô cua. Chốt không? Người buồn buồn bã. Gái ghi nợ chốt thiếu một thùng bia cho anh Giang. Qua dạng hết sau 25 tay là chung. Tự nhiên vậy có thùng bia chạy. Sai lầm. Cái khúc ở trên đây nước nó còn cạn nè, nó cạn nè cả nhà. Nó cũng có mưa, nước mưa nó còn đọng ở trên ruộng nè. Nhưng mà chưa có nhiều. Nước nó cũng chưa có lên nhiều đâu cả nhà ơi. Đa phần là nước mưa với lại nước mà nước lớn thì nó lên được chút, mà cái chiều cái nước rộng nó rút xuống. Bữa nay mấy anh em mình đi kiếm chỗ để bắt cá nha. Ba không có đi, ba ở nhà. Anh nói là sáng giờ ba quần quận trong đây ba mệt quá, ba không đi, ba ở nhà. Trời nắng này hả, đi ra nắng muốn ngáo luôn á, mà không thẹn nó phá lắm. Út nói gì quá, con đi nắng quá lùng bùng không nghe gì chứ Út. Có khúc vô muốn này, có bún sâu nè. Thấy vô muốn vậy quá trời nước nè. Phá khúc này đi, kiếm mớ cá là gì mình ăn trưa thôi. Này sẵn có rau muống luôn nè. Không mà rau muống quá mình làm nổi không á. Trời ơi, có chút nhầm gì, ba bốn người sợ gì. Chặn ngang cái đập đi. Là mình tát cái gì Út, đắp tát hả? Đấy. Nhưng mà cái này đắp tát là thứ nhất là mình phải ruộng rau muống lên luôn, cả nhà rau muống lắm nhiều luôn. Mình đắp từ đâu anh Nguyễn? Chịt lại phút sau nè. Đắp ngay đây đi Út ơi. Phải lùa cá xuống chứ. Cái đất ở trên đây á cả nhà, nó cao hơn đất của chỗ gần cái chòi của mình ở dưới, cho nên là cả trên đây người ta đất nó còn khô, cỏ nó mọc lên quá trời luôn nè. Trên đây thu hoạch lúa trước nữa. Út ơi, mình ruộng rau muống lên cái đọt nào non mình hái luôn nha Út. Nhóc mình hái, mình hái sao? Hái sao hả? Dẹp cái này nữa đó. Quá trời phút này rau muống rồi. Giang đâu trời? Có cá ụt ở dưới đó cả nhà. Tại vì giờ cái dòng dòng chỗ này nó khô, có chỗ này nó ướt rồi, thế nào cá nó cũng tập trung xuống đây. Còn như cái khúc của mình ở dưới thì mấy bữa nó người ta bơm nước dịch á, có nước tràn lan thì mình không có bắt dưới này được. Bữa thì mưa tầm tã nguyên ngày, bữa thì nắng. Nhiều cho muốn này mà chú Út với Nguyện là ít nè nha. Một phút dậy sọc luôn. Muốn này nó dậy lắm á. Cái gì nó dậy đấy.
tại vì mình không có đồ nghề chứ mình không có đem theo dao gì chứ. Giang thắng được thùng bia kéo ra muốn như thân Phật trời. Đừng đừng quên nha chút. Dễ gì? Quên. Có trên clip rồi sao quên được? Đâu có hết dịch, hết Đồng Tháp hết giãn cách. Hết dịch biết nào hết dịch. Đợi xíu đi con. Mới kéo hơn chút à, căng rồi. Nắng quá trời nắng này. Uống vậy vậy như cái mệt. Uống nước rồi. Ngắm tình hình có cá không nha. Ừ? Ngắm tình hình có cá không chứ thấy cái vàng cá muống này là lên là mệt dữ lắm đó. Kìa bọt cá sặc nhóc chân kìa không? Hả? Lừ chân kìa. Cá chạy vùng kinh luôn kìa. Cá chạy vùng kinh kinh đó luôn. Tập lên. Tập rồi. À, chú Út với anh Nguyện chặn cái đập ăn đẳng rồi. Bây giờ mọi người sẽ tập trung lại đằng đây. Nha, cá được cho bạn. Đằng đi. Quá, đụng cá kìa ơi. Đấy, có cá có cá. Đưa đi, đưa đi. Đụng đi. Dạ. Mưa nó luôn cái này nè. Được phân nữa đó nghe không? Xử nó luôn đi. Mà lương cái gì? Phải không? Gì đó, vô hang hay dạ? Hang lương, hang lương. Không phải, thì cua. Lại gọi mình coi cái đập này coi kiên cố. Cá nó nhẹ trong nhỏ muốn nhẹ gung binh gung binh. Chưa? Có lý lắm Út ơi, nữa Út ơi. Giật giật cây. Cá nó chạy giật giật lên ơi. Ừ, bỏ. Gì vậy? Cá sạc, cá sạc. Có cái rẹt cái sạc cá gô gì khoai tiêu cũng được, nên đỡ hơn không có cá ăn. Vậy, vậy anh Nguyện gì, ăn cái món gì nè anh Nguyện? Cá khoai tiêu ăn với cơm, ăn với canh mà nước dừa. Canh nước dừa hả? Ừ, ngon lắm á. Thấy được có con cá sặc rồi ơi. Trời ơi. Còn chút xíu nữa hết rồi muốn rồi. Cắt đi nó còn có muốn dưới đây nè. Còn nấp nấp dưới sình. Không mưa mà nó lên nó ngập lên đầu cái cá nó rút lên mấy bờ nó đẻ. Cá sặc rô rồi. Cái gỗ mình chặn lại là út mút cá vô luôn rồi sao vậy? Để cái gỗ xuống đây nè. Có cá chán. Cá thì chán hả? Kìa 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 kìa. Cá lóc, cá lóc. Trời ơi, mẹ há bự. Ui. Có rồi, có rồi.
Một con đầu tiên. Hai con. Con cá sấu còn có lắm. Rồi sao không ai tát rồi đi? Còn con còn không để tát ra làm sao? Làm gì chặn gỗ ngộ vậy? Hàng ngày 21 ra chặn gỗ. Ủa làm gì chặn cái gỗ mắc cự gì trời? Không đựng giá. Hai không hai mốt gì tháng 8 2021 mà mình phải chặn tát cá cạn, phải chặn gỗ vậy trời. Lại đi ra ơi, chặn kia nó giá chứ lắm đồ giá hả, phải chịu thôi. Ý khá nè, đợi cái kia phải không? Rồi hay đó đây kìa. Đây nè. Này nè. Cua. Cua ta. Bắt. Cua nãy chút đó. Kìa nè không. Sao bắt luôn. Hâu luôn. Hai gì Út? Một con cá chê. Cái chê hả? Ừ. Tụi con cái chê quá. Ờ, cái đã. Rồi. Vô rồi. 2021 nhìn nó nút tá khá kìa. Dạ. Thầy ơi. Quá dữ luôn chứ. Nó bể cái đập đó là tiêu luôn á. Nó còn có khúc đằng đó là còn nước nhiều cả nhà, chứ đằng đây nó cạn bớt cá rồi. Cá chê bự à. Gì? Trời, trời cái chê khủng. Ôi, cá này là không nên ăn, mình thả xuống kênh đi. Có con cua, có con cua. Cá gì gọt đây trời. Cái gì nữa? Cá chê nữa kìa, mà để ngồi đi bắt cả nhà. Cái thằng thấy kìa, cá chê, cá sặc. Đâu trong cái bao hay gì á. Dữ lắm rồi. Ừ cá sặc ơi. Hết hồn. Ủa cá sặc đen thì. Cá sặc hả tớ. Ủa Nguyễn nay bắt được cá chơi này không để ý hay bự với ta. Bắt được ở đâu? Tắt lên hả đi. Đổi giá đi. Đổi, đổi ca hả? Đổi ca đi. Nước cạn. Nước cạn đi là sự thật sẽ được phơi bày. Ai ơi. Ai. Cua, cần kinh. Cua. Quá dữ. Ừ, cá sặc cả nhà, bởi vì bọt cá sặc trong đây quá trời mà. Cá sặc, nó lặn rồi. Tắt cạn rồi, sợ gì. Ôi, 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 ôi. Dạ, 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 dạ. Nó đang nặng luôn rồi. Đâu rồi? Nó không nặng luôn rồi. Tát đi, tát đi. Cho cạn chứ nó mất rồi. Chạy đâu cho khỏi mà. Gọi xuống bắt cá được rồi mọi người ơi. Ở đây còn nước hả? Ừ, còn lỗ nè. Bắt đi. Bắt ra đi kìa. Giang tiếp tục tát lại cho cạn. Nhường lại cho Út với Nguyễn bắt cá. Cái lóc chỗ đó này. Chỗ đó đó. Chỗ này nè. Chỗ đó nữa. Hai con rồi đó. Cái lóc. Ui, ui, cái lóc. Cái gì? Cái chê, cái chê, cái chê. Đâu, đâu? Đây. Hút rồi. Cá gô. Trời ơi, cái gô nó ốm hơn nghe nữa coi. Mình thả đây. Cá chê. Con này ốm nó thả hả?
Nhảy này nó. Nó tàn nó còn chịu không nổi nhảy xuống nước. Ở đây. Ờ cá lóc nãy đó. Không? Ừ nó mình gặp đó. Chạy trên chạy xuống. Cái nhà ơi, trời cạn mà nước nóng nữa nó nằm im nó đợi rồi cái nhà. Ê, gì vậy? Đó, 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 đó. Thật không dùng luôn. Như nào? Đâu cho khỏi mình. Cá lóc nhỏ, cá lóc. Cá lóc nhỏ nhỏ, cứng cứng à. Bên đây thì cá sạc. Mới dài luôn. Đi dài ngay con có chơi. Đây, con cá sạc bự luôn. Rồi. Cá lóc nữa hả? Nó còn cứng à. Cá lóc nhỏ gì ta? Cá lóc nhỏ nhiều dữ ta? Kinh lên. Ở vô mấy ông bọng vậy. Tìm con cá sạc con. Có lý rồi đó. Nó chuối ở trong mấy cái rễ con muốn thì giúp rồi. Ừ, giúp mấy cái gấu gì cũng. Trời, con cá chê nó nằm phơi kìa. Thì đó nãy giờ con thấy nãy giờ rồi, nó nằm đợi nãy giờ nè. Đợi mình kìa. Con cua. Lẫm luôn. Còn nó có hàng luôn không? Mày tìm có lương nè, mé gì mé mà dữ lắm. Đó, lóc nữa, lóc con. Mấy cái này về thả hầm được rồi ta. Ừ. Thả xuống mương. Bắt cua vàng nhóc. Sát thủ bắt cá chê đi sát thủ. Ừ, cá lóc. Ủa, nguyên bài rồi quên. Cá lóc hú đó quá trời nãy nha. Nguyên bài cá vòng nó lớn nó còn được mấy con nữa quên. Cá vòng. Ừ. Cá vòng. Với cái đít xô. Cá phải hàng lương chỗ nào? Không phải hàng lương. Nè, à, cua. Cua hả? Phải không? Cửa chỉ. Cái nước này dữ lắm nãy giờ muốn. Mạnh quá. Kìa, cái sặc nữa kìa thấy không? Cá kia gì nữa cái sặc mới thấy. Ê, ô, ô, vô Giang ơi. Dạ. Vô. Ôi, nãy giờ con quá dữ quá dữ. Nãy giờ cái thằng ngồi đây một bữa trời đạp lên đầu con cá luôn không hay. Quá ẩm ha. Ẩm quá bà. Giỏi, coi. Đây thật dễ gì mà lâu được khỏi mình nữa. Thôi trời nãy giờ ngồi đây thiệt luôn cả nhà. Rồi, không tới luôn kìa. Trốn không mày. Dẹp. Đấy, còn nữa nè, còn hang nữa nè. Còn hang nữa kìa. Thôi trong hang này ra đặng coi. Phải không? Phục quá trời. Nước trong trời kiếm cho mày vàng ở nha. Ồ hèn chứ nãy giờ quá dữ quá dữ. Cá sạch nó chạy rồi nhiều ha. Đây nè cái bọt quá trời nữa mà nghe cũng ngáy nè. Ngáy nó ăn được đó nhá bụi mà từng dần thả ra đi mười mốt cái lóc bự quá ta. Bắt cá sặc rồi không rồi cả nhà ơi. Cá đến với vàng rồi. Cá nào? Cá lóc. Kiếm vàng rồi. Kiếm vàng rồi. Bỏ ngay xuống đó. Lóc ngay xuống đó luôn rồi. Đây mới xuống luôn. Cái sặc này nè. Ủa cái sặc này toàn là bọt nó ở không nè. Làm bọt. Lắc cái nữa. Đi kiếm. Vô. Chị coi vô gần á. Chị ngồi hay chắc hồi nãy là chị nói châu chuối trong đống cơm muối chị đạp lên nó luôn á mà không biết coi coi cá chê không à. Rồi vô số đi. Ô khỏe quá tự nhiên hả nắng mệt mà thấy có cá là hết mệt liền. Gì không lương là vậy này Giang bắt cua rồi ta. Bu. Ăn lương bự nữa nè. Cua nữa nè. Ôi, cua dữ ta. Đặt luôn. Cá có cua luôn rồi. Đặt luôn. Đất cứng dữ. Ê, ê, cá gì gian gian gian. Đất cứng nữa. Cua nữa nè. Ê. Năm nay động mình có cua nữa. Cua kìa.
nó ngoài đồng mình cua nhiều nè. Cuốn hay dấu? Ồ nè. Cua bằng cây luôn. Mấy chú cháu mình bữa nay hốt được bí kíp trong cái đám rau muống gặm gạp rồi. Không ngờ. Cái lóc nữa. Không ngờ chuyện gì nó cũng xảy ra được hết ta luôn. Anh Nguyễn bắt cái lóc nhỏ anh em vô à. Một xíu nè. Cá sạc. Ủa ra bắt khúc đang gọi đó hả? Khúc đó trống rỗng rồi. Trống rồi qua. Đồ cái gồ bé tí. Thả này. Có là gian ta, cái mình không có là gian ta. Cái này là hết rồi. Hàng dưới này không móc nữa, hốc lên trên móc xuống. Hết rồi hả? Còn không? Hết rồi. Cua khủng. Chào. Xong, kết thúc. Xong chưa? Anh quả ở đây. Một cá. Ui, còn con. Con gì? Ui, tát một chút được mớ cá ngon quá cả nhà. Hôi lại coi. Có. Đó cái gì đó? Cá sặc. Vô. Ủa? Là gì bắt hết nổi. Thôi. Mình dạch lại coi muốn ăn quẩn nữa không? Bây giờ mình về ha. Hết rồi. Thôi kìa. Gì vậy? Cái này đi xuống hàng nha, để tôi xí mình tôi đó nha. Gì bắt thôi. Ê chồng. Tôi đi về trước. Ô chơi thấy, hả vậy? À thấy chưa? Không, cái này là công của ai? Công của bé Hằng. Bé Hằng kêu là bắt thôi lại với dạch rau muống nè. Trời đất ơi. Không ai nói gì tới con nhỏ luôn á. Bây giờ đi quẩn nó đi, quẩn nó đi Út. Dài lại Út. Dạch lại, dạch lại giống giò đâu coi. Dạch nè. Coi coi cho con nào còn nó sống. Thấy uổng không? Hái hái quên nữa. Uổng mẹ. Ngoài sâu á. Ngoài đó có nhiều không Giang? Đó. Nó nhiều ra đó đi. Mình có cá có rau rồi, bây giờ mình về vẫn lắm nó nắng. Đủ bữa cơm trưa rồi, cả nhà ơi. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, hẹn gặp cả nhà vào clip ẩm thực bên kênh ông Sáu Tân Công Xính. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Yeah. Ghê trời.
bắt hồi được con cá lóc cái hưng phấn lên liền. Chú Út à, chịu ăn xương mà.